Mọi người, bây giờ là đã quay xong bài anh Tí Anh Tèo với lại anh Cu Vi Vũ và Tiết Nhung rồi. Bây giờ đang chuẩn bị đi về quán chay, đi về đó để có công việc và ăn chay ở đó. Thì hẹn gặp lại mọi người vào một cái vlog gần tới nữa nha. Bye bye.
Dạ rồi, ba chị chụp thêm tấm nha. Rồi, 1, 2, 3 tấm nữa nha. Rồi, tôi rồi, anh kia, em. Nè, cái chìa khóa này con khóa xe đi. Chú đưa xe có mà chú không đưa chìa khóa. Hello mọi người. Đây, ca sĩ Trường Sang. Vừa rồi là chú ở bên Mỹ mùa dịch, mà chú có nghe con ca. Đó là rất là may mắn khi có chú Lê ở phía sau động viên tinh thần. Cho nên là bữa đó là bao nhiêu cái sự tự tin, bao nhiêu cái sự nhưng mà cái đời niềm động lực rất là lớn, đấu hết mình nhưng trong cái sức mạnh. Là kỳ rồi con thắng giải gì con nói với mọi người chia sẻ luôn. Kỳ rồi là con may mắn đạt được giải quán quân solo của mùa Lero 2021. Là mùa mấy vậy? Dạ mùa 7. Mùa 7 là con được giải nhất luôn. Dạ đúng rồi. Ba chìm bảy nổi, mùa con nổi nhất. Dạ mùa con nổi nhất. Má con là 8. Dạ mùa cuối cùng con. Dạ đúng rồi, mùa làm được nữa hả? Dạ không làm được nữa. Dạ không. Tòa dòng cuối cùng. Ồ, mùa cuối cùng của Dương luôn đó. Dòng cuối cùng là cô. Bất ngờ quá nha. Hồi nào hai chú cháu là cháu đứng nè. Giờ chú không mang giày độ mới đứng gần con. Ca sĩ trẻ, cao to, đẹp trai, hát tình ca, hát bolero. Đứng bên ca sĩ gọi. Và vừa rồi là đoạt giải nhất solo cùng bolero mùa 7. Quán quân luôn đó nha. Có đem cái quán quân cất về nhà chưa? Dạ có, con đã lau chùi sạch sẽ con đứa lên cao. Đó, ngon chưa? Chúc mừng con. Dạ, con cảm ơn. Đó, cái đó là nhờ ơn của ba con đó. Nhờ ơn của ba con, nhờ ơn của mẹ, mẹ Trang con. Đó, nói chung là ba má của con là coi như là có công mà có. Ba má con là có công á, coi như là giúp nghệ sĩ. Dạ. Bây giờ đền đáp là con được quán quân đó. Đó. Em may mắn.